Hello, Ngoài Đường Biết xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em. Chiều ngày hôm nay ngày 29 tháng 12 thì mình đang có mặt ở sân Phú Thọ để theo dõi buổi tập của các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là huấn luyện viên Trần Minh Chiến. Tối ngày hôm nay thì sẽ diễn ra trận chung kết lượt đi của AFF Suzuki Cup giữa hai đội Thái Lan và Indonesia. Không biết là mọi người dự đoán kết quả trận đấu tối ngày hôm nay như thế nào. Rất tiếc là đã không có sự góp mặt của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở hai trận đấu cuối cùng. Rất tiếc. Bây giờ thì mình đành phải ra sân để quay trở lại với những hoạt động của bóng đá quốc nội sau khi mà đội tuyển của chúng ta phải dừng bước. Bên này thì có 3 thủ môn Thanh Thắng, Văn Cường cũng như là Bùi Tiến Dũng cùng với trợ lý huấn luyện viên thủ môn anh Trần Minh Quang. Hello anh. Hello em. Cái bóp đẹp lắm, mấy bữa nữa anh đặt nha. Cái bóp á. Cái bóp đẹp. Sao vậy? Huấn luyện viên Trần Minh Chiến đang quan sát buổi tập của các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến thời điểm này thì mới chỉ có một cầu thủ ngoại đang tập luyện cùng với câu lạc bộ Thành phố, đó là Lucas. Đây, trước mặt chúng ta chính là Lucas. Dự kiến là vào cuối tuần này thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm một cầu thủ ngoại nữa. Riêng với trường hợp cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson thì hôm vừa rồi Samson đã di chuyển từ Nigeria sang tới Đức. Tuy nhiên là anh đã không nhận được sự đồng ý quá cảnh tại đây để mà bay về Việt Nam. Chính vì vậy mà Hoàng Vũ Samson đã phải quay trở lại Nigeria và tiếp tục chờ đợi. Các bạn cũng dễ hiểu bởi châu Phi cũng chính là nơi mà virus Omicron dòng Covid-19 mới được phát hiện. Chính vì vậy mà ở châu Âu thì họ cũng rất là lo ngại những cái trường hợp công dân đến từ châu Phi di chuyển sang. Thật sự là tình hình dịch bệnh nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sự chuẩn bị của các đội bóng khắp nơi trên thế giới chứ cũng không chỉ ở Việt Nam. Chuyên gia thể lực người Brazil Oliveira. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì vừa rồi họ đã bỏ lỡ BTV Cup
vì toàn bộ các thành viên của câu lạc bộ đã dương tính với Covid-19. Người hâm mộ bóng đá thành phố Hồ Chí Minh rất yêu quý anh Trần Minh Chiến. Chính vì vậy mà mọi người đều mong muốn rằng huấn luyện viên Trần Minh Chiến sẽ thổi làn gió mới vào lối chơi của các cầu thủ câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù xét về tương quan lực lượng thì câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh khiến cho người hâm mộ khá lo lắng sau khi họ để Văn Thuận ra thi đấu cho Topelem Bình Định, không tái ký hợp đồng với Lê Nguyễn. Mình cùng với trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Tấn Phong cũng vừa mới có trao đổi với nhau về trường hợp của Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh thì sáng ngày hôm nay sau khi kiểm tra thì các bác sĩ của đội tuyển Việt Nam sau khi xem chụp chiếu thì đã xác định được là Đức Chinh bị đứt dây chằng chéo sau và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng để phục hồi. Và huấn luyện viên Nguyễn Tấn Phong cũng chính là một trong những người đã đào tạo Hà Đức Chinh khi mà Hà Đức Chinh trưởng thành từ lò PVF. Theo như chia sẻ của huấn luyện viên trưởng Trần Minh Chiến thì dự kiến câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh sẽ có từ 4 đến 5 trận đấu giao hữu để chuẩn bị cho V-League 2022 tới đây. Dự kiến là các trận giao hữu sẽ được tổ chức sau tháng 1. Whoa!